là mấy ông trước xịt hiệu quả nè, cho nên cái này là xịt 200 mấy chú cô. 200 cho bình 25 lít. Rồi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú cô trúng mùa được giá. À, bữa nay mình xịt diệt mầm cái miếng đất này đây. Khu đất này là Chi Tôm An Giang. Đó, là lúa này bữa nay được 4 ngày. Đó. Tại thời tiết lạnh cho nên nó lên yếu, dòm thuốc trong hậu thì nó mới xám xám thôi, chứ đầu ngoài này thì chưa có gì, nó mới lú lú lên à. Đó. Xa giờ mới thấy xám. Là bữa nay xịt diệt mầm. Nói chung là cái khu đất dùng này là người ta kỹ thuật ta mần theo cái nết vậy không à, ai cũng vậy hết, xịt diệt mầm rồi xịt cỏ lớn mới bơm nước xà phân. Đó. À, cái này là giống lúa Đại Thơm 8 này, xả giống 25 kg, giống công tầm cắt 1296 m² đó mấy chú cô. À, bữa nay được 4 ngày xịt thuốc, mà xịt diệt mầm chỉ có một loại thuốc thôi, cộng thêm thuốc dưỡng rễ, tại thời tiết lạnh là nó chậm phát triển, cho nên xịt cho nó kích thích mầm cho nó mau ra. À, một loại thuốc đó là xịt thuốc Taco, là bữa nay mình quay được cái chủ này nữa là chủ thứ ba đó, là xịt diệt mầm y hệt với nhau luôn. Nó xịt diệt mầm chỉ có một loại thuốc, nó rồi cộng thuốc dưỡng rễ thôi. Đó. Là chủ này chủ thứ ba mà xịt là cũng giống hệt vậy luôn. Đó, là kỹ thuật này ba người này mần cũng giống nhau đó, mà tới chở về sau thì không biết. Đó. Cái xịt diệt mầm chắc Taco này xịt hiệu quả nè, cho nên ba người này mới làm làm nhiều nè. À, bây giờ đây thuốc Taco đây, một loại thuốc Taco hổm có một chủ thì xịt 180, nó chủ kia xịt 200, bây giờ chủ này thì xịt 200 luôn. Đó, chủ này xịt cũng 200 Taco cho một bình 25 lít. Đi thuốc dưỡng rễ, cái thuốc dưỡng rễ này là nó hiệu quả lắm nè, cho nên hôm nay thấy cũng mấy chủ xài đó, mình cũng thấy nữa, nhưng mà mình mất làm không có quay được cái chủ khác, mà ba chủ này là xài thuốc dưỡng rễ là cũng thứ này không à. Mà họ mình cũng xịt cho mấy chủ trước đó, thì bộ rễ nó cũng phát triển nhanh lắm, mau lắm. Xịt mới có bữa nay chứ qua ngày sau thì giờ mình thấy nó khác liền. Cái thuốc dưỡng rễ này nè, để con bò sữa đứng nè. Rồi bây giờ mình xịt thôi.
cái chủ này là chủ thứ ba mà xịt Taco mấy chú cô. Đó, xịt có một loại thuốc, cái này là mấy ông trước xịt hiệu quả nè, cho nên bây giờ hai chủ sau này người ta xịt thấy hiệu quả, cho nên ông này cũng xịt theo luôn. Diệt mầm chỉ có một loại thôi, nó cộng thuốc dưỡng rễ. Nó là lúa này tại mùa đông xuân thời tiết lạnh cho nên là xịt hơi trễ, tới 4 đêm tới 4 ngày mới xịt à. Đó. Chứ mùa hè là xả bữa trước bữa sau là xịt rồi. Cái này là xịt 200 mấy chú cô. 200 cho bình 25 lít. Đó. Rồi cho thì xịt 5 bình. Rồi, khu đất này là Chi Tô Mang Giang, giống này là Đài Thơm 8. Đó. Là xả giống 25 kg công 1296 mét vuông đó. Video đến đây là hết. Xem và nhớ đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.